Thiên nhiên Việt Nam, sự phân hóa đa dạng theo Bắc Nam, Đông Tây và độ cao. Thiên nhiên Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt về nhiều mặt, bao gồm sự phân hóa theo hướng Bắc Nam, Đông Tây và độ cao. Sự phân hóa này tạo nên sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên Việt Nam. Sự phân hóa theo hướng Bắc Nam thể hiện rõ ràng nhất trong đặc điểm khí hậu. Miền Bắc có mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm, trong khi miền Nam có khí hậu nhiệt đới quanh năm. Sự phân hóa này cũng ảnh hưởng đến thảm thực vật và cảnh quan thiên nhiên. Sự phân hóa theo hướng Đông Tây chủ yếu liên quan đến địa hình và khí hậu. Bờ biển miền Trung có địa hình đồi núi, khí hậu khô hạn, trong khi đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ lại có địa hình thấp hơn và khí hậu ẩm ướt hơn. Sự phân hóa theo độ cao ảnh hưởng đến nhiệt độ, lượng mưa và thảm thực vật. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm và lượng mưa càng tăng. Điều này dẫn đến sự thay đổi rõ rệt về thảm thực vật, từ rừng nhiệt đới ở vùng đồng bằng đến rừng ôn đới và núi cao ở vùng núi. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam tạo nên một bức tranh thiên nhiên phong phú và hấp dẫn, góp phần tạo nên sự đa dạng về văn hóa, lịch sử và kinh tế của đất nước. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, SIU, triển khai nhiều chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên, trong đó nổi bật nhất là các suất học bổng giá trị như -20 suất học bổng chủ tịch SIU trị giá 100% học phí toàn khóa dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, -100 suất học bổng tiếp bước hành trình quỹ tài năng trẻ SIU trị giá 50% học phí toàn khóa dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, -100 suất học bổng tiếp bước hành trình quỹ tài năng trẻ SIU trị giá 20% học phí toàn khóa dành cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, SIU còn có nhiều chương trình học bổng khác như học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng tâm hồn Việt Nam. Các chương trình học bổng của SIU không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn đồng hành cùng sinh viên xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. SIU luôn chú trọng đến việc đào tạo toàn diện, giúp sinh viên phát triển cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Với những chính sách học bổng hấp dẫn, SIU đang trở thành điểm đến mơ ước của nhiều học sinh, sinh viên mong muốn theo đuổi con đường giáo dục chất lượng cao. Khí hậu Việt Nam đặc trưng bởi gió mùa với tính chất nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C và không có tháng nào dưới 20 độ C, biên độ nhiệt năm nhỏ, chỉ có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Cảnh quan Việt Nam nổi bật với rừng xích đạo, sự phân hóa thiên nhiên giữa Bắc Nam và Đông Tây cũng rất đa dạng, vị trí địa lý gần hoặc xa biển, tác động của biển và địa hình, đồi núi, hướng núi, tạo nên sự khác biệt trong cảnh quan. Ví dụ, lát cắt phân hóa ở vĩ độ 20 độ Bắc cho thấy, phía Tây là vùng đồi núi, giữa là vùng đồng bằng ven biển, phía Đông là vùng biển và thềm lục địa. Thềm lục địa Việt Nam, đa dạng và độc đáo. Thềm lục địa miền Bắc và miền Nam. Thềm lục địa ở phía Bắc và Nam của nước ta có đặc điểm chung là rộng và nông, nguyên nhân là do vùng đồng bằng ven biển rộng lớn ở đây. Thềm lục địa miền Nam Trung Bộ. Ngược lại, thềm lục địa ở Nam Trung Bộ lại có đặc điểm hẹp và sâu, điều này là do dãy núi ăn sát ra biển, tạo thành địa hình núi là chủ yếu. Sự đa dạng của thiên nhiên vùng biển. Thiên nhiên vùng biển Việt Nam rất đa dạng và phong phú, mang đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa, thềm lục địa cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong sự đa dạng này. Đồng bằng ven biển. Các vùng đồng bằng ven biển của Việt Nam cũng đa dạng về đặc điểm, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có đặc điểm mở rộng và bằng phẳng với các bãi chiều thấp, trong khi đó, đồng bằng ven biển miền Trung có đặc điểm hẹp hơn do có dãy núi Trường Sơn ăn sát ra biển. Thiên nhiên vùng Nam Trung Bộ sở hữu những đặc trưng riêng, vừa hoang sơ hùng vĩ vừa thuận lợi cho phát triển kinh tế. Đặc điểm cơ bản của thiên nhiên vùng Nam Trung Bộ là thềm lục địa hẹp và sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch biển và các ngành kinh tế biển. Thiên nhiên bình thuận khắc nghiệt với đất đai nghèo nàn, nhưng thiên nhiên Nha Trang lại trù phú với nhiều lợi thế. Nổi bật trong địa hình của vùng là sự phân hóa của vùng đồi núi, chủ yếu do tác động của gió mùa và hướng của các dãy núi. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc là hai vùng tiêu biểu với sự phân hóa rõ rệt. Đông Trường Sơn, sự phân hóa theo hướng Đông Tây và tác động của gió mùa. Đông Trường Sơn là một khu vực địa lý trải dài từ Bắc và Nam của Việt Nam. Với hướng chạy theo chiều Đông Tây, sự phân hóa về địa hình và khí hậu theo hướng này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa và hướng của các dãy núi. Theo Atlas địa lý Việt Nam về địa hình và khí hậu, Đông Trường Sơn có sự khác biệt rõ rệt giữa hai sườn Đông và Tây. Sườn Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc, mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, điều này tạo nên lượng mưa lớn và khí hậu ẩm ướt. Ngược lại, sườn Tây lại nằm trong vùng khuất gió, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa, kết quả là sườn Tây có khí hậu khô và nóng hơn. Mô hình hoạt động của gió phơn đã được học ở địa lý lớp 10, có thể giải thích cho sự thay đổi nhiệt ẩm theo độ cao và hướng sườn. Vào mùa đông, khi gió mùa đông bắc thổi vào sườn Đông Trường Sơn, không khí bị đẩy lên cao và làm lạnh, tạo thành mưa. Khi không khí tiếp tục di chuyển lên phía Tây, nó sẽ tỏa ra, ấm lên và trở nên khô hơn trước khi xuống đến sườn Tây. Quá trình này tạo nên sự khác biệt về nhiệt độ và độ ẩm giữa hai sườn của Trường Sơn. Vào mùa hè, gió mùa Tây Nam lại thổi từ Ấn Độ Dương vào Việt Nam, mang theo lượng mưa lớn cho vùng Tây Nguyên. Điều này trái ngược với sườn Tây Trường Sơn.
vẫn nằm trong vùng khuất gió và tiếp tục có thời tiết nóng và khô. Cảnh quan Tây Nguyên và Đông Trường Sơn, sự đối lập giữa hai miền cảnh quan Tây Nguyên nổi tiếng với những cánh rừng khộp, trong khi Đông Trường Sơn lại khoác lên mình một màu xanh mướt cả vào mùa mưa. Sự tương phản này phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa hai khu vực này. Thiên nhiên phân hóa theo độ cao, đặc điểm địa hình và quy luật đai cao tạo ra ba đai cảnh quan cơ bản ở Việt Nam: nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới gió mùa trên núi và ôn đới gió mùa trên núi. Đai nhiệt đới gió mùa có độ cao từ 600 đến 700 m ở miền Bắc và 900 đến 1000 m ở miền Nam. Với khí hậu nhiệt đới đặc trưng, đai nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao lớn hơn, kéo theo sự biến đổi của thảm thực vật và khí hậu. Nhiệt độ trung bình trên 25 độ C, độ ẩm cao và lượng mưa dồi dào tạo nên những khu rừng nhiệt đới xanh tốt. Đai ôn đới gió mùa trên núi nằm ở những vùng núi cao phía Bắc với khí hậu mát mẻ và lượng mưa ít hơn. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là rừng lá kim hoặc hỗn hợp. Đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam là sự hiện diện của đất đỏ. Loại đất này có màu vàng nâu đỏ, phát triển trên đá mẹ bazan và đá vôi, chiếm tới hơn 60% diện tích. Về hệ sinh vật, rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh là hệ đặc trưng với nhiều tầng tán, tiêu biểu là 3 tầng. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa cũng phát triển trên các thổ nhưỡng khác, trong đó có rừng ngập mặn và rừng ngập tràm. Về đai nhiệt đới gió mùa trên núi, phân bố ở độ cao từ 600 đến 700 đến 2000 m ở miền Bắc và từ 900 đến 1000 đến 2000 m ở miền Nam. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa trên núi với đặc điểm mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25 độ C, lượng mưa dồi dào, độ ẩm tăng dần theo độ cao từ 600 đến 700 đến 1600 đến 1700 m. Khí hậu ôn đới đặc trưng. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ sở hữu khí hậu ôn đới với nhiệt độ trung bình năm dưới 15 độ C, mùa đông thời tiết lạnh giá với nhiệt độ trung bình dưới 5 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của những loài thực vật ôn đới. Đất tại đây chủ yếu là đất mùn thô, giàu dinh dưỡng, thích hợp cho thảm thực vật phát triển, địa hình đồi núi thấp. Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu là đồi núi thấp. Phía Tây và Tây Nam của khu vực có ranh giới là dãy Hữu Ngàn và rìa phía Tây của đồng bằng sông Hồng, đồi núi thấp chiếm ưu thế, tạo nên một bức tranh địa hình đa dạng và hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú. Hệ sinh thái miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ vô cùng đa dạng với nhiều loài thực vật tiêu biểu như quýt, lãnh sam và thiết sam, thảm thực vật xanh tốt tạo nên môi trường sống phong phú cho các loài động vật, góp phần tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và ổn định. Miền Trung Việt Nam được đặc trưng bởi hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với sự chiếm ưu thế của các loài nhiệt đới. Đây cũng là nơi tập trung đa dạng các loại khoáng sản như than, sắt, đá vôi, thiếc, chì và kẽm. Giới hạn địa hình của miền Trung kéo dài từ khu vực Tây Bắc dọc theo sông Hồng đến dãy núi Bạch Mã. Đặc điểm nổi bật của địa hình miền Trung là những dãy núi cao ở phía Tây Bắc, các đồng bằng nhỏ hẹp dọc theo bờ biển, cùng nhiều cồn cát, đầm phá và bãi tắm đẹp trải dài từ Thanh Hóa đến Huế. Về khí hậu, mùa đông tại miền Trung tương đối lạnh và khô, trong khi mùa hè thì nóng và mưa nhiều. Do ảnh hưởng của gió mùa, miền Trung thường xuyên phải hứng chịu bão và lũ quét vào thời điểm chuyển mùa. Việt Nam sở hữu nguồn khoáng sản phong phú và đa dạng, phân bố ở nhiều vùng miền. Miền Bắc có cả ba đai khoáng sản theo độ cao, bao gồm sắt, chrome, titan, apatit và các vật liệu xây dựng. Tiến về phía Nam, từ đèo núi Bạch Mã trở vào, địa hình trở nên phức tạp với các khối núi cổ, cao nguyên xếp tầng và đồng bằng rộng lớn. Nổi bật nhất là đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ. Đặc điểm khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ mang tính chất cận xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa, chia làm hai mùa mưa khô rõ rệt. Sự tương phản về địa hình, khí hậu và sông ngòi giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên thể hiện rõ qua sự khác biệt về địa hình, hướng chảy của sông và thảm thực vật. Trường Quốc tế Á Châu, ACIS, đã thiết kế một chương trình học toàn diện, cân bằng giữa học thuật và năng khiếu, với nhận thức sâu sắc rằng mục đích của giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo độc lập. ACIS thúc đẩy học sinh phát triển và hoàn thiện nhân cách của mình. Ngoài giờ học chính khóa, học sinh ACIS được khuyến khích thử thách bản thân và bày tỏ chính kiến, từ đó tự học hỏi và trưởng thành độc lập hơn. Trường không chỉ là một nơi học tập mà còn là nền tảng để các em đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình học tập của mình. Tại ACIS, giáo dục không chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống mà chính là cuộc sống. Từ môi trường giáo dục này, học sinh đã tự tin bước tiếp và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình, cân bằng giữa tri thức và nghệ thuật, truyền thống và sáng tạo. Diện tích rừng suy giảm. Nguyên nhân và giải pháp diện tích rừng ở nước ta đang trong tình trạng suy giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan, một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng này là do con người khai thác rừng quá mức, việc chặt phá rừng để lấy gỗ, làm đất nông nghiệp hay phát triển đô thị đã làm giảm đáng kể diện tích rừng. Nguyên nhân khách quan, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, thiên tai cũng góp phần làm diện tích rừng bị suy giảm. Những trận cháy rừng hay bão lũ đã khiến nhiều cánh rừng bị tàn phá, làm mất đi môi trường sống của nhiều loài động vật và thực vật. Tình trạng hiện nay, chất lượng rừng và tài nguyên sinh vật ở nước ta vẫn chưa thể phục hồi, diện tích rừng vẫn tiếp tục bị suy thoái, ảnh hưởng đến sự cân bằng môi trường và sinh thái. Giải pháp để khắc phục tình trạng này,
cần có những biện pháp tích cực như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giao đất, giao rừng cho người dân để tăng cường công tác bảo vệ rừng, tích cực trồng mới và bảo vệ rừng để cân bằng môi trường sinh thái và tăng diện tích rừng. Tình trạng suy giảm đa dạng sinh học ngoài nguyên nhân suy giảm diện tích rừng, tác động của con người cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Việc săn bắt, buôn bán động vật trái phép, phá hủy môi trường sống đã làm giảm sút số lượng cá thể và quần thể của nhiều loài. Tài nguyên đất, biện pháp bảo vệ đất, tài nguyên sinh vật, quản lý chặt chẽ tài nguyên, ưu tiên phát triển du lịch bền vững. Tài nguyên khoáng sản cần được quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí và ô nhiễm. Riêng tài nguyên du lịch, Việt Nam đã ban hành chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát triển du lịch sinh thái, khai thác hợp lý và bền vững các yếu tố như khí hậu, biển đảo. Đối mặt với thách thức về mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường. Hai vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay là mất cân bằng sinh thái, thể hiện qua các hiện tượng bão lũ, hạn hán, khí hậu cực đoan, và ô nhiễm môi trường, gồm ô nhiễm nước, không khí và đất, sử dụng hợp lý, bền vững các tài nguyên, đảm bảo chất lượng môi trường sống là nhiệm vụ hàng đầu. Một số giải pháp cho bài toán bảo vệ môi trường và tài nguyên. Bão, trầm dần từ Bắc vào Nam nước ta hứng chịu trung bình 8,8 cơn bão mỗi năm. Mùa bão ở Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 6 ở miền Bắc và kết thúc vào tháng 12 ở miền Nam. Trung bình, mỗi năm nước ta hứng chịu khoảng 8,8 cơn bão. Bão là một hiện tượng thời tiết cực kỳ nguy hiểm, gây ra nhiều thiệt hại về người, của và cơ sở hạ tầng. Bão thường đi kèm với gió mạnh, mưa lớn, mực nước biển dâng cao và có thể tàn phá nhà cửa, đường xá, cầu cống, cột điện. Để giảm thiểu rủi ro do bão gây ra, các cơ quan chức năng thường thực hiện các biện pháp như dự báo thời tiết, sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền và xây dựng đê biển. Những trận mưa lớn và chiều cường đã khiến đồng bằng sông Cửu Long chìm trong biển nước, trong khi đó, mưa lớn và nước biển dâng là nguyên nhân gây ngập lụt ở miền Trung. Còn tại các vùng núi cao, địa hình chia cắt, thảm thực vật ít ỏi kết hợp với lượng mưa lớn đã tạo nên lũ quét, hậu quả của ngập lụt vô cùng nghiêm trọng, gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, giao thông bị tê liệt, môi trường bị ô nhiễm. Để hạn chế tác hại của ngập lụt, các công trình thoát lũ và ngăn thủy triều đang được xây dựng. Ngoài ra, các biện pháp phòng chống lũ quét cũng được triển khai như trồng rừng, xây dựng kè chắn và di rời dân khỏi vùng nguy hiểm. Phòng chống lũ quét. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, các nhà chức trách cần thực hiện 3 biện pháp cơ bản: quy hoạch vùng dân cư hợp lý, sử dụng đất đai hiệu quả và triển khai các biện pháp thủy lợi, trồng rừng, canh tác trên đất dốc chống sói mòn. Phòng chống hạn hán. Miền Bắc Việt Nam trải qua mùa khô kéo dài 3-4 tháng, trong khi miền Nam thường khắc nghiệt hơn với thời gian mùa khô kéo dài 4-5 tháng, thậm chí 6-7 tháng ở các tỉnh ven biển cực Nam Trung Bộ. Hậu quả của hạn hán là gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thiên nhiên Việt Nam có sự phân hóa đa dạng theo hướng Bắc Nam, Đông Tây và độ cao. Sự phân hóa về khí hậu, địa hình và thảm thực vật theo hướng Bắc Nam thể hiện rõ nét. Phân hóa theo hướng Đông Tây liên quan đến địa hình và khí hậu. Càng lên cao, nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng, thảm thực vật thay đổi từ rừng nhiệt đới đến rừng ôn đới và núi cao. Sự phân hóa đa dạng này tạo nên bức tranh thiên nhiên phong phú, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa, lịch sử và kinh tế Việt Nam.